Xin chào các anh. Hôm nay nhà em có một hai con máy đục vuông Hitachi hàng nội địa Nhật, điện 100V để sale cho mọi người á. Anh nào cần thì hãy alo trực tiếp cho em để mình mua máy nhá. Muốn xem video thử máy tiết máy thì hãy kết bạn Zalo cho em nhé. Đấy. Hai con này là kẹp phôi được 18cm thôi ạ. Em báo giá luôn là hai con này giá 1,8 triệu. Đây, con này cũng 1,8 triệu này. Cọc tiền bắt đầu đi hàng nhá. Các anh có thể chuyển khoản cho em 200 đến 500 thì em sẽ bắt đầu đi hàng. Em có ship hàng toàn quốc. Mỗi máy đục như này thì các anh sẽ được tặng thêm một mũi vuông 3cm này và một bộ sơ mi để mình lắp được tất cả các mũi thông dụng ạ. Máy này đã vệ sinh sạch sẽ rồi nhá, qua lại di chuyển 4 chiều rất là nhẹ nhàng. Còn máy này thì em mới làm nên chưa có vệ sinh sạch sẽ hẳn đâu. Đấy. Anh nào mà cần xem chi tiết hơn, rõ hơn thì hãy alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0975 275 636 hoặc kết bạn Zalo theo số điện thoại em vừa đọc nhé. Ai ở gần có thể tiến tại cửa hàng nhà em để mình xem trực tiếp, mình test máy luôn ạ. Địa chỉ nhà em là ở Hà Vĩ, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội. Đấy. Nhà em có ship hàng toàn quốc luôn nên các anh ở xa mua hàng cũng không phải lo vấn đề ship hàng nhé. Các anh nhận hàng tại nhà luôn. Đấy, để xem được những video mới nhất mà bên em sell những con máy máy đục, máy cầm tay các loại ấy, thì các anh hãy nhấn vào nút đăng ký kênh miễn phí ở bên dưới ấy, để khi nào bên em đăng video lên cái là anh có thể xem được những video mà bên em mới đăng lên ấy, để mình săn được những con máy vừa đẹp mà vừa rẻ nhá. Đấy. Những ai mà mua hàng bên em ấy thì mình mua càng nhiều thì mình càng được giảm nhiều nhá. Mua 1 giảm 1, mua 2 sản phẩm thì được giảm 2 sản phẩm. Nếu mua tại nhà em ý, thì sẽ lại càng được giảm hơn ạ. Đấy. Ai mà có thể đến tận nơi xem máy ấy, thử máy ấy, thì sẽ mua máy được thì sẽ còn được giảm nữa đấy ạ. Đấy. Mua càng nhiều thì giảm càng nhiều nhá. Hai con này là máy zin nhá, chưa có ấy gì đâu. Zin 100% luôn. 1,8 triệu một con. Chưa có phí vận chuyển. Đấy. Có gì các anh cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại em vừa mới đọc nhé. Để mình xem rõ hơn, chi tiết hơn thì cứ alo trực tiếp cho em. Nhà em còn có rất nhiều các loại máy khác nữa. Máy đục xích kẹp phôi 30cm. Kẹp khuôn kép ấy ạ. Đấy. Và các loại máy đục xích nhỏ này cũng có này. Các loại máy cầm tay. Đấy, anh nào cần thì cứ alo trực tiếp cho em để mình xem nhé. Rồi em chào các anh.